Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello guys, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube em hôm nay. Cái giải đấu All Star này đang diễn ra và mình thấy là có rất nhiều matchup hay, vì vậy là mình reaction một vài matchup hay đấy các bạn. Please follow All Star Tournament, please. Yeah, please follow, and turn on notification. Okay, let's go. Today we have I will make video reaction about matchup Ruben Zach. Let's go. Obbligato a okay, vincere. Game number one, set number one, Zach Ruben. E quindi gustiamoci questo terzo match. Zach che sarà in banco. Spettacolare tra in banco. Minor will break Monkey Rise. E qui khá là khó cho deck Zach, bởi vì đây là Ruben. Ruben phải chơi cái deck khá là hot ở thời điểm hiện tại, đó chính là cái deck Minor Skeleton Dragon và Arrows Lava. Cái deck này nó rất hay ở cái điểm là nó không có spell to, nhưng mà nó defend, nó mà dồn được Eli nhiều, nó sẽ dồn được lava thì gần như là rất khó để có thể Zach có thể defend được. Vì vậy là cái matchup này, nhưng mà ngay từ ban đầu thì Zach đã có một control game này khá là tốt khi mà có rất nhiều đam đến từ Minor Worldbreaker và có cả Vanquish nữa. Tuy nhiên thì hãy rất cẩn thận, bởi vì là khi mà đến thời điểm mà double exit time thì thời điểm này thực sự rất nhạy cảm cho Zach, bởi vì cái deck phiên bản của Zach đấy chính là sử dụng bomb tower. Ruben là bomb tower con il mastino lavico e qui Jack. Vậy là khi mà sử dụng bomb tower mà chặn lava thì rất là khó bị chết thiệt. Đồng để Tesla không phải bomb tower. Tesla salva. Như là flying machine mà bắn rất đau con Valkyrie, gần như là Valkyrie sẽ mất máu đây. Và Skeleton Dragon đi lên làm thế nào defend này? Fireball good, good defend. Tuy nhiên thì cái thời điểm tiếp theo Ubarbarian theo cuối cùng là một arrow đây, arrow last guy arrow. Liệu rằng là Zach sẽ có thể ăn được cái trụ này không, khi mà cái trụ bên này chỉ còn gần 900 máu thôi. Tản bát đẩy lên và Mine Worldbreaker đẩy lên không quá arrow, vì vậy là không thể veloce arrows dall'altra parte. Ruben che deve okay, cercare perfect di giostrarsela al meglio per non prendere più il possibile attenzione lì sulla torre. Goblin cake thả ra lên defend cái combo của Goblin Spear và Vampirize. Sì, qui ci ha provato Jack sulla sinistra giustamente a tenere sotto pressione Ruben che Snowball nel thời điểm mà double nonostante abbia caricato un bastino entrambi. Có một đam đến từ có tới hai đam đến từ Goldbreaker cơ. Và chỉ cần một cái Fireball nữa, liệu có thằng này có thể defend được không? Khi mà có cả Bard, có cả Snowball, Tesla, Fireball cho cái... E qui inizia lo spettacolo ragazzi, perché mancano solo 15 secondi alla fine, si prende interamente quasi la torre. Ma lei ha tagliato, ma sta provando Ruben a fare fireball, qualcosa, arriva anche il minatore fireball, per cercare di prendere più truppe possibili. Fresce ragazzi, niente da fare. Vince Jack, 22 HP. Good job Zach. Good job. Proprio per Jack che ha giocato da tensione. Qui ok, let's go. Partiti. Game number two. Li vediamo nel Zach Ruben. Chissà se bye bye, Van Barrels. Se Jack riuscirà a fare. Finban. Bye bye, Van Barrels. Molto difficile, ovvero battere Ruben due volte di seguito. Zach, esatto. Cioè flash ghiaccio. Qui adesso Ruben. Flash ghiaccio. Tutto se stesso. Non Antoine. A pareggiare il match. Potrebbe con Ruben, Royal, Frisk. D'altra parte, God. Forse gigante. Royal, Zion, Ghost. Ruben. Mr. Man, Hunter. Yeah. Che adesso dovrà veramente buttare il cuore oltre ostacolo. Splash Yard. Sembra un classico Splash Yard. Il tutorial è malato. Il matchup di prima di Royale Api. Secondo me era calcolato anche in base alla torre bombardiera, non đổi hướng Barbarian để cứ đổi hướng xuất hiện Royal Zion đổi hướng sẽ là con torre bombardiera aveva molta più possibilità rất từ từ và đợt sẽ không cần phải nhanh gì cả, cứ chậm chậm thôi. Royal Zion đi lên và sẽ có một cái bomb tower, mình nghĩ là bomb tower đây rồi. Bomb tower coming. Qui arriva il gigante Royal, arriva prontamente anche. Con Fisherman kéo là con Nai về phía sau. Đàn bát thật sự cắn rất đau. Thời điểm hiện tại mình nghĩ là bát sẽ là một cái bài được nhiều người lựa chọn hơn là mấy cái con nhỏ nhỏ kia. Những cái thẻ bài một Eli. Rồi làm thế nào defender còn một mình con này. Giữ được cái trụ hay không?
Guanzulio tantissimi di Nemrang se ne risa. Tanti tanti danni. E quindi Dimas si prende il primo vantaggio di questo match. Match che per ora vede proprio il vantaggio in totale di Jack 1-0. Ma Jack che sta vacillando di fronte a questo matchup. Anche se ti devo dire la verità, forse lo Splashyard dovrebbe riuscire a difendere un po' meglio Jack. Sì, poi ogni turno Tien United, ma Zack teoricamente dovrebbe sai con gli United, da fare in pro, sai che non lo tutto tutto dai lei, no. Quel gaffo del combo. Quindi con quel support con quel fan qua, Zack ti cambia la chiede. Sa che buca turno è. Benissimo, Jack. Vedete, World Jab, 5-0 con quota anche lui. Difensiva. Facciamo turno è, Zack con un fake, con lo buca solo lo sono turno è, con problemi shoot now. Cobbly, diventa un bello e lì difficoltà, Jack. Nel counter push perché ha tutte le truppe pronte per poter attaccare. Intanto saluto anche a Bell. Buonasera a te. Qui continua a martellare, incessante con un martello bromano. Fa anche danno con il Gigante Royale posizionato per evitare le hit da parte del Baby Dragon. Baby Dragon che viene completamente devastato e adesso si abbassa il countdown, ma si abbassa anche la presenza. Fai già un po' qui, grandissima lettura del match da parte di Jack. GG, well played. Ma non è abbastanza ancora. Non è ancora abbastanza. Che pescatore, signori. Pescatore che rimane in vita e garantisce una nuova linfa vitale per Ruben. Ruben che sono io, attenzione qui perché pian piano sta riportando in un tower. Buon tower per tre. Sembra che con guarda c'è ancora i Wizards. Molto molto meglio, infatti con due lì devo te come tanto nega ad arrivare a torre. Antora so Jack ha preso un po' le misure proprio avversario, ma dai, la torre diamo 5-1 lock cycle. Corre davvero un bel rischio qua il giocatore. Oh, 5-1 cycle compito e 5-1 GG round play. Mamma mia, last fireball coming. Sì, 112 HP, manca solo una fireball. Ok, good luck both player. Attenzione però perché qui devi difendere Ruben, ma arriva la fireball. E GG vince il play. Ci ho provato. Ok, let's go, last game. Non sono le più belle per Zach Ruben. Mi limito a provare altro. Intanto qua siamo partiti col lockback, Benella. Sì, bait per Jack. Intanto qui siamo d'accordo un po' tutti che il matchup era di Jack, ma ha sbagliato forse la partita lì quando prendi tanti danni. È difficile poi andare a difendere. Qui vedremo quale sarà, non so Ruben che cosa possa avere. Con la pin balance, quasi prima coca, non evita qualche hit da parte del con Megamin, Nai, Barbarian, rilasciati dal e adesso la Zack comunque con Rascal. Sì, qui ricordiamo che Ruben ha già utilizzato la cimitero che sarebbe da prendere completare con maschietiva Prince di Bantigliani. Però la đọc bài của cái việc mà đọc bài của Jack rất hay khi mà đọc ngay một con Dark Queen là luôn không chần chừ gì. Vediamo un po'. Barbarian rất chuẩn. Không có hit nào từ Goblin. Tuy nhiên thì đây là một cái phiên bản mà Lockbait mình ít khi thấy rắc bánh. Tuy nhiên ngày hôm nay rắc cũng khởi đầu khá là tốt. Cản Goblin ngang nằm xuống rồi. Có khá nhiều đam đến từ Skeleton và Skeleton. Sự phải nói là cực công rất lợi hại đến từ Ruben. Electro Spirits. Buonasera. Ecco, mi sono confuso. Con Mega Man buon ciao lui. Pardon, scusate ragazzi. mi ero confuso con Mini Minter, visto il qui pro quo. Ok, cimitero per lui. Infro Sour, vado un po' che con la Rocket. Dark Fin dei Lane. Vediamo. Qua siamo con Preset tiếp theo, Preset. Sì.
Poi dite matchup di Ruben. Cioè, se un po' non gioca più il sesso, vuoi dire come che ne ha? Non lo so. Non lo so se è matchup di Ruben. Se può più il sesso, ma di come qui ci dà. Lui è un ciclo abbastanza veloce. È abbastanza equilibrata. È abbastanza equilibrata e potrebbero far uscire qualcosa di pazzesco. Dark Prince, one hit. Dark Prince che arriva a torre in questo momento. Principessa è la carta che dà più fastidio a Ruben. Qui attenzione perché devi difendere. Sprega sempre. Sai, gnagnao, che lo sai, gnagnao. Dai, la carta di Amazai, da dozzo. Per andare in vantaggio, però qui. Goblin Gang. Forse Ruben. Bait invece. Baita lui questa volta, Jack. Ruben è da không dám đẩy Poison Doctor này, mà không dám đẩy đấy. Qualche danno è riuscito a prenderlo, niente di clamoroso. Credo di essere d'accordo. Anh rất hay, cái cách đánh của Jack rất hay, và là anh ta đã đổi bắt ép Ruben phải đổi hướng. Và đây là thời điểm Rocket Time. Tuy nhiên thì Rocket lỗi. Rocket rồi, liệu gì có thể Ruben có thể tận dụng thời cơ này không? Graveyard đây rồi và đây là lock. Đủ poison rồi, đủ poison. Match al cardiopalma fino a questo momento. Entrambi i giocatori si stanno giocando tutto e di più. Sono due fenomeni. Queen Day lên rồi, chặn được rồi. Goblin Gang và tiếp tục là Goblin Barrels. Còn Princess vẫn nằm đấy. Có thêm hai hit đến từ con Goblin. Scende e non di poco. Còn đây là thời điểm nhạy cảm khi mà hai con Princess ở phía này rồi. Rất tốt. Poison phải dùng poison trong trận này thì sự là anh Ruben anh ta không có cách nào có thể công được cái cái pha red jab trong thời điểm này. Khi mà cứ poison để giết con preset thì gần như là không có cách nào để có thể kết hợp với lại red jab. Và cũng hiểu vì sao mà anh ta không thể đẩy red jab trong cái sân rồi. Đây là thời điểm mà combo red jab poison xuất hiện. Vẫn có một hit đến từ goblin. Rocket time, rocket time. Rocket time đã tuyệt trận công. Không có tanh. No, mi tengo, Red Jam GG, well played, della Razzo. Attenzione rocket perché time, i danni fatti dal cimitero sono tantissimi. Pareggio per i giocatori, spreca il barile, è così, Jack, e qui potrebbe rischiare tantissimo. Arriva la Razzo, attenzione, 173 HP, la cimitero che attacca, ma mi ha fatto manca, incredibile. Mamma mia, Rocket Time. No! Oh my God. Non ci posso credere, ragazzi. So close. Okay, thank you all. Thank you for watching. I'll see you guys next time. Non ci posso credere.